Chào các bạn, hôm nay mình quay cái clip con chồn nó đẻ lên cái ổ mình làm á. Thì hôm nay đẻ rồi nha các bạn. Đây nè, bữa trước mình có ví dụ cái ở đó cho các bạn thấy nè. Cái chuồng đó. Thì hôm nay cái con mẹ nó đẻ. Thì nó ẻm mới sáng này. Con này đẻ cũng sai các bạn, nó đẻ được 5 con. Con nó đang bú. Con này nó khéo lắm, nó che con che trắng rồi bưng vú ra, nó có 6 vú rồi. Mà chỉ có một vú là dư, còn lại 5 vú là bú. Mới coi được có mấy tiếng đồng hồ mà các bạn, từ tối tới giờ. Giờ là 11 giờ, 11 giờ sáng. Cái bầu cũng gần đẻ rồi các bạn, bụng to tình hình, con này chắc cũng đẻ 4-5 con đó, màu cho bụng chà bá luôn, chà bá lửa luôn các bạn, bầu to lắm rồi, bầu này gần đẻ rồi các bạn. Nó nghe con bên kia kêu á, chạy tới chạy lui giật mình. Cho các bạn coi cái dàn vú của nó. Dàn vú của chồn gần đẻ các bạn. Cái này cũng bầu rồi các bạn, cái vú nó cũng đỏ đỏ rồi, cái vú vú nó cũng sưng lên nè, còn mấy tuần vú đủ quét thôi, nằm nghỉ đi. Cái này cũng vậy, cái bầu này nó đực tơ, cái này đực già. Chào các bạn nha.